Vâng, thưa quý vị và các bạn, đứng cạnh tôi đây là chị Thái, vợ của anh Quân, là chủ nhà. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của chị sau khi mà căn nhà đã hoàn thiện đến bây giờ các bạn nhé. Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, em chào anh ạ. Chị ơi, thì căn nhà mình đã hoàn thiện là cũng gần 1 năm rồi chị nhỉ? Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Đấy, chị đánh giá như nào về cái kiến trúc của ngôi nhà? Vâng, kiến trúc thì thiết kế rất là đẹp anh ạ. Dạ vâng. Cái không gian ban trong chị thấy trong quá trình sử dụng cái thời gian vừa rồi thấy có thoải mái, có tiện nghi không ạ? Có thoải mái ạ. Dạ vâng. Tiện nghi ạ. Mọi người thì hàng xóm láng giềng, mọi người đi qua đây, mọi người đánh giá như thế nào về căn nhà mình chị? Mọi người đánh giá là thiết kế là rất là đẹp. Dạ vâng. Thì hôm nay bọn em về đây xin phép anh chị cho bọn em quay lại video nhà mình ấy. Đấy, thì chia sẻ với mọi người một cái mẫu nhà khá là nhà đẹp, cá nhân em đánh giá cũng khá là đẹp vậy ạ. Vâng, vâng. Dạ vâng. Cái chi phí xây dựng nhà mình tổng kết lại là cả phần ria là chưa kể phần tường rào các thứ các chị, sân vườn gì đó, nguyên phần nhà là nguyên phần nhà thì xong, nếu mà nguyên phần thô thì là xong khoảng hơn 2 tỷ 2,5 tỷ gì đấy. Và nội thất là khoảng bao nhiêu đấy chị? Nội thất thì rơi vào khoảng hơn 2 tỷ một chút. Dạ vâng, là cũng gần 5 tỷ đấy chị nhé. Vâng. Dạ vâng. Thì một lần nữa cảm ơn anh chị rất nhiều. Thì tiện hôm nay công ty về đây quay lại cái video nhà mình ấy, thì cũng tiện công ty có món quà nho nhỏ thay lời cảm ơn anh chị đã tin tưởng và sử dụng cái dịch vụ thiết kế của công ty chúng em. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ vâng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Luick đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi đang có mặt tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ với tất cả mọi người một cái mẫu nhà vườn mái Nhật phong cách hiện đại cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt các bạn nhé. Thì căn nhà này được chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà anh Hà Hồng Quân các bạn nhé. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan cái phần kiến trúc ngoại thất của ngôi nhà. Ở vị trí này mọi người sẽ quan sát được toàn bộ cái phần ngoại thất của ngôi nhà. Thì vị trí đang đứng này của tôi đó là phần mặt tiền hướng nhìn ra một cánh đồng các bạn nhé. Thì khuôn viên đất nhà anh rất là rộng. Đấy, hai bên các bạn thấy căn nhà được phát triển theo kiến trúc theo chiều ngang là chính các bạn nhé. Đấy, đất chiều ngang rất rộng, phía trước có một cái ao này, bên này là cổng và phía trước là một cánh đồng. Đấy, không gian hiện tại rất là mát mẻ. Phía hướng bên này là hướng đông, hướng bên này chúng ta sẽ là hướng tây. Căn nhà nhìn sang hướng đông các bạn nhé. Đấy. Rồi mọi người sẽ quan sát về phần kiến trúc, về tổng quan ngôi nhà. Thì chúng tôi được chia làm các mảng, các khối chính. Chúng ta có một này, 2, 3 khối chính. Ở vị trí ở đây sẽ là khu vực bước vào không gian phòng khách. Bên kia chúng ta có cái vị trí bếp này, bên này là vị trí buồng ngủ. Và bên này chúng tôi thiết kế cho gia đình thêm một cái sảnh phụ nữa các bạn nhé. Đó, thì hướng tiếp cận ngôi nhà sẽ còn sảnh chính bên này và sảnh phụ bên này này. Đấy, khu vực sảnh phụ bên này thì không có cái phần bậc nhô ra được nhiều hoặc là thiết kế được rộng, bởi vì là cái khuôn viên đất này ấy, anh còn dành một chút về cái phía bên kia, chúng ta chừa lại khuôn viên đất bên kia nữa. Với phong cách thiết kế hiện đại thì các bạn thấy đây, những cái chi tiết chúng tôi cũng không bố trí quá cầu kỳ phức tạp này. Chủ yếu là những cái chi tiết phào chỉ vuông thôi, mọi người quan sát này. Những cái phào chỉ phân tầng từ sân lên tầng 1, chúng ta có phào vuông chạy xung quanh này. Từ cái phần dạ trên của cửa sổ cho đến phần tầng áp mái, đó là cái phần phân tầng thì mọi người thấy kết hợp với phào chỉ vuông, những ô văng cửa sổ buông ra và một màu sơn xanh ghi đậm các bạn, rất là nổi bật. Đó. Ngoài ra thì mọi người quan sát thêm ở những vị trí góc này và vị trí cột sảnh, chúng ta có những cái cột góc, cột sảnh rất là to, khỏe, được thiết kế rất là hiện đại, được phân chia rõ ràng bố cục từ phần đế cột, thân cột và cổ cột. Mọi người có thể quan sát đây. Đấy, về vật liệu sử dụng thì mọi người thấy là kết hợp giữa màu sơn nước và vật liệu đá ốp lát thôi các bạn nhé. Đấy, nhấn những vị trí ốp lát ở những vị trí đế công trình thôi này, phần đế công trình này và một vài vị trí ở phần dạ dưới của cửa sổ thì chúng ta sử dụng vật liệu ốp đát để nhấn lên cái hình khối cũng như cái màu sắc của căn nhà. Đó. Ngoài ra mọi người trang trí thêm như ở những mọi người quan sát là ở những cái vị trí trước cửa sổ này, trước cột sảnh này, cột sảnh ở bên này nữa, chúng tôi đều thiết kế thêm những cái bồn hoa cây cảnh. Đó. Những vị trí tường xây bồn hoa thì đều ốp lát đá rất là tỉ mỉ và đẹp nhé các bạn nhé. Đó. Cửa thì mọi người quan sát thấy đây cửa chúng tôi sử dụng cửa là toàn bộ là cửa nhôm hệ hết các bạn nhé. Riêng cái phần cửa chính và cửa đi ở trong các phòng chúng ta sử dụng cửa nhôm, cửa gỗ thép vân gỗ. Đó, cửa nhôm hệ này mọi người thấy nhôm khá là đặc biệt. Bạn quan sát là nhôm màu đen này trên cái nền tương phẳng màu trắng của tường rất là nổi bật, kết hợp với màu kính cũng sử dụng màu kính đen. Đấy, tạo cái hiệu ứng phản xạ khi các bạn nhìn từ xa vào căn nhà cực kỳ mát và đẹp các bạn nhé. Đấy. Ngói thì mọi người thấy đây, trên cái tông màu nền trắng tổng thể của ngôi nhà chúng tôi thiết kế màu ngói là màu xanh, khi các bạn nhìn vào nó rất là tươi mát, dịu mát cho cái ánh nhìn vào cái con mắt khi bạn nhìn vào tổng quan ngôi nhà. Đấy. Những vị trí cột sảnh mọi người thấy đây, được thiết kế rất là chi tiết. Chúng ta có đế cột ốp đá này, phào chỉ ở thân cột và những cái gờ phào ở phân giữa phần đế cột và thân cột. Chúng ta có những phào vuông. Phần một vài những vị trí chẳng hạn như cổ cột này, nhấn ở phần giữa cột, sơn màu ghi cà phê làm cho cái cột sảnh nó rất là nổi bật. Đó. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi vào sâu đây để quan sát kỹ những cái chi tiết. Đây là vị trí mọi người quan sát này. Đây, cột ốp cũng như cột góc này rất là tỉ mỉ. Chúng ta ốp đá này, phào thì đắp vuông thôi nhưng mà rất là nổi. Đó, những vị trí này sơn ghi cà phê này. Bồn hoa cây cảnh mọi người thấy đây, trước cửa sổ những bồn hoa cây cảnh này. Phần tường xây chúng ta ốp đá này, giải pháp này khá là hay, thiên nhiên, sạch sẽ, bền. Ở vị trí kia nhấn lại vật liệu ốp đá một chút. Trên này các bạn quan sát này, những phần phào chỉ gờ phân tầng này chạy dọc ở những toàn bộ mép xung quanh cửa sổ này, kết hợp với ô văng cửa sổ trên. Văng chúng tôi có nhấn ra một chút, các bạn thấy hình khối cái khu vực cửa sổ rất là đẹp này. Đấy. Ngoài ra thì những chi tiết phần mái mọi người quan sát cao lên một chút, là những toàn bộ cái phần mái chạy xung quanh nhà, phào mái đua ra. Các bạn quan sát có một cái đặc biệt là tất cả những phần từ phần dạ dưới của trần này cho đến phần trên của cái phần chân ngói ấy, nó rất là dày. Ở trong quá trình thiết kế chúng ta xây thêm một chút để nhìn vào ngoài vào nó cảm giác cái mái nó dày lên, nó cân đối với hình khối của ngôi nhà ấy. Thì đấy cũng là một cái lưu ý trong quá trình mọi người có thể tham khảo. Một phần nữa các bạn quan sát là phần mái này, mái chúng ta buông ra khoảng tầm 5 phân nha mọi người nhé. Khi mà thiết kế như thế thì là nước giọt ranh nó sẽ không giọt vào những cái phần phào sơn màu trắng kia, thì căn nhà nó sẽ bền màu sơn hơn. Đó. Rồi mọi người sẽ quan sát một chút về bên này. Phía bên này là chúng ta thấy cái cột góc này, cột góc này cũng thiết kế rất tỉ mỉ nhé. Đó. Bên này chúng ta có một cái sảnh để tiếp cận vào không gian bếp nữa. Đó. Tương tự bên kia đầu nhà chúng ta có một cái sảnh như này, sảnh bên kia có cột sảnh được thiết kế rất là tỉ mỉ. Còn bên này chúng tôi chỉ thiết kế bậc để đi lên thôi. Đó. Tất cả những vị trí cửa đều có ô văng buông ra, mọi người thấy ô văng buông ra. Mọi người để ý thêm một chi tiết nữa là về quá trình thiết kế camera, mọi người quan sát này, chúng tôi đang thiết kế là bắn từ trần xuống nhé. Đó, một số phương án có nhiều người để lại thiết kế, hoặc nhiều đơn vị họ thiết kế bắn từ tường vào, nhưng mà chúng tôi thiết kế từ bắn từ trần xuống các bạn nhé. Thì đấy cũng là một cái giải pháp mọi người nên tham khảo. Rồi quay trở lại bên này, chúng ta sẽ sang cái không gian bên này. Thì một ngôi nhà có đẹp đến đâu thì mọi người để ý, dù ngôi nhà có đẹp nhưng kết hợp với yếu tố thiên nhiên sẽ hoàn hảo hơn. Các bạn nhìn quan sát đây, toàn bộ những cái phần bồn hoa cây cảnh anh đã trang trí rất là nhiều. Cái phần bồn hoa cây cảnh này hiện tại cũng là tạo thêm cái điểm nhấn rất là đẹp cho ngôi nhà. Đấy, những vị trí này thì sau này anh sẽ trồng thêm những cái bồn hoa ở những vị trí này, hiện tại nó cũng chưa trồng. Đó. Ở đây là khu vực sảnh phụ. Sảnh phụ đều thiết kế tương đồng như sảnh chính. Đấy. Có hai lối tiếp cận đi lên, là vị trí này đi lên và bên kia đi vào. Nó cũng cột sảnh cũng thiết kế với kích thước tương đối tương đồng. Đấy. Nhưng mà cái kích thước của cái khu vực sảnh này thì nó nhỏ hơn, nó quy mô và những cái khuôn viên đất ở bên này cũng khá là cận và hết đất rồi. Một lần nữa mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ quan sát tổng thể lại một lần nữa ngôi nhà về hình khối, màu sắc và cái sự kết hợp vật liệu. Rồi tiếp theo đây mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi vào bên trong ngôi nhà để tham quan cái thiết kế nội thất của bên trong của chúng tôi. Và xin mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở trên sảnh chính của ngôi nhà. Ở vị trí này quý vị và các bạn quan sát được toàn phần ốp lát của sảnh. Đoàn được ốp lát bằng đá rất là đẹp, sang trọng nha các bạn nhé. Các bạn nhìn quan sát qua một chút cái nền này, khá là nổi bật và sang trọng. Mọi người sẽ quan sát bên này, chúng ta sẽ sâu kỹ hơn về cái phần cột sảnh. Các bạn thấy là những chi tiết này, ở vị trí này chúng ta có những chi tiết phào chỉ này, ngăn cách giữa phần đế cột và thân cột này. Phần thân cột này ở vị trí chính giữa cột, bốn mặt chúng ta lõm vào và sơn màu ghi cà phê ở vị trí này. Cổ cột cũng sơn màu ghi cà phê. Đó. Còn lại là sơn màu trắng hết mọi người đấy. Ở phía bên này chúng ta có một cái đèn ốp cột này. Đó, sang trọng. Phía trần sảnh mọi người quan sát này, trần sảnh thì chúng tôi thiết kế phẳng, kết hợp với những hệ phào chỉ sơn mạ vàng này. Ở giữa sảnh chúng ta có một cái đèn ốp trần. Đó. Hai bên này thiết kế thêm hai cái đèn, mọi người quan sát là hai cái đèn này, đèn ốp tường này. Đấy, buổi tối bật lên thì cái khu vực sảnh chính rất là lung linh các bạn nhé. Đấy. Với kích thước chiều ngang, phát triển kiến trúc theo chiều ngang thì mọi người quan sát thấy khu vực sảnh này rất là rộng rãi. Đấy. Nếu như mà chúng ta có những cái khuôn viên đất mà nó rộng như thế này thì nên thiết kế phát triển theo chiều ngang, để căn nhà ở những cái ở vùng mà có vùng quê ấy, thì nó sẽ rất là thoáng. Đó. Rồi chúng ta sẽ vào ban trong. Đấy thì để từ sảnh chính bước vào ban trong thì sẽ là cái cửa gỗ mở quay 4 cánh, mọi người quan sát thấy đây. Đó. Tiếp theo là không gian phòng khách. Không gian phòng khách này được chúng tôi thiết kế cho gia đình, đó là với diện tích là 33,7 m² mọi người nhé. Thì anh có đặt thêm cái dịch vụ thiết kế nhà cũng như là thiết kế nội thất toàn bộ ngôi nhà, nhưng mà anh yêu cầu chúng tôi là trong quá trình về khảo sát, anh yêu cầu chúng tôi đó là thiết kế một cách đơn giản thôi, không quá cầu kỳ phức tạp mà cũng không đặt quá nhiều vật dụng decor, chủ yếu là bộ bàn ghế đơn giản này kết hợp với tường thì anh sẽ để trống mọi nhà người nhé. Thì mọi người sẽ quan sát đây, cái phần này chúng tôi đang toàn bộ setup cả đồ nội thất, thiết kế nội thất cho gia đình. Thì hiện tại mọi người thấy cái đây chúng ta sẽ đặt một cái kệ tivi ở đây. Đó. Đơn giản thôi, anh thích phong cách đơn giản và dùng những mảng gỗ nguyên khối như bạn thấy đây. Đó. Trần thì cũng thiết kế đơn giản thôi, trần phẳng giật 1 cấp kết hợp với những hệ phào chỉ PU sơn mạ vàng này. Ở giữa chúng ta có một cái đèn chùm rất là đẹp và sang trọng. Đó, phía trên của đèn chùm đó là một cái mâm trang trí thêm những cái chi tiết sơn mạ vàng, tăng cái sự sang trọng ở không gian phòng khách, nhưng cũng không quá cầu kỳ và phức tạp các bạn nhé. Đó. Thì bên này mọi người thấy đây cũng có đặt một bàn ghế gỗ nguyên khối, những mảng vuông, thiết kế mảng vuông này, nó toát lên cái sự hiện đại của và cái sự cá tính của anh. Anh cũng không thích là quá cầu kỳ các bạn thấy đây. Đấy, thì cái này cũng phụ thuộc vào sở thích của từng gia chủ. Tường thì hiện tại sơn trắng để nguyên trống nha mọi người nhé. Đó. Từ không gian phòng khách này sẽ là đến không gian phòng thờ, mọi người quan sát thấy đây, phòng khách là đến phòng thờ luôn. Thì các bạn để ý một chút, phòng thờ thì chúng tôi đang thiết kế giật lên 1 bậc, với cao độ giật lên 1 bậc. Đó. Phòng thờ này có diện tích là 16,6 m² các bạn nhé. Phòng thờ này thì từ phía phòng khách bước vào, mọi người để ý trên chúng tôi cuốn một bức cắt CNC, bức gỗ là trang trí đây, tăng sự trang nghiêm của cái phần ở khu vực phòng thờ này lên. Đó. Bước vào không gian phòng thờ thì mọi người để ý đây, cái vị trí chính giữa này chúng ta sẽ có một vị trí sẽ lắp đặt bàn thờ, án gian. Đó. Và mọi người để ý thêm hai bên này chúng ta có thiết kế đó là 2 cái cửa sổ. Đó. 2 cửa sổ đây thì sử dụng một cái vách gỗ ngăn ở phía sau của án gian này, cho nên chúng tôi thiết kế cho gia đình là một cái bức CNC ở vị trí này, và chúng ta có thể lấy được ánh sáng, và cũng như là một cái cửa chúng ta hoàn toàn phải mở ra đây nhé, và mở cửa sổ này ở phía này ra các bạn nhé, ở vị trí bên kia cũng vậy. Đó. Thì đây là một cánh cửa được cắt pano là CNC. Đó. Ngoài ra các bạn để ý thêm trang trí thêm 2 cái lục bình 2 bên. Riêng trần phòng thờ thì được thiết kế với tông màu ấy, gam màu là kết hợp với những màu bức này, chúng ta có một bức bằng gỗ này. Đó. Kết hợp với hệ phào chỉ chúng ta có màu gỗ, sơn màu gỗ này. Đó. Trần cũng trang trí một cái đèn nhấn lại vật liệu bằng gỗ. Đó. Thể hiện cái sự khác biệt so với những phòng khác, cũng như sự trang nghiêm của không gian phòng thờ. Đó. Thì đây cũng là một giải pháp mà mọi người sẽ tham khảo cho những cái phòng thờ của gia đình nhà mình. Đó. Thì từ không gian phòng khách này, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ rẽ xuống phía này. Ở vị trí này rẽ phải ấy, thì là chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này có diện tích đó là 13,6 m² các bạn nhé. Đó. Ở đây thì chúng ta cũng có trần thạch cao, phào chỉ PU kết hợp với hệ đèn downlight. Phòng ngủ thì thiết kế trần đơn giản hơn, mọi người quan sát là phẳng thôi, kết hợp với phào chỉ thôi. Đó. Phía này chúng ta có một cái cửa mở quay kết hợp mở hất, các bạn nhìn thấy đây. Đó, nhìn ra view trước nhà này. Đó, nhìn ra không gian rất là đẹp. Đó, chúng ta có một bộ bàn ghế làm việc ở đây, và một vị trí đặt giường ở đây, chúng ta có tủ kệ ở đây. Cửa thì chúng ta sử dụng cửa gỗ các bạn nhé. Rồi, tiếp theo ở vị trí này chúng ta rẽ phải tiếp thì sẽ có một phòng ngủ tiếp theo. Ở đây chúng tôi thiết kế cho gia đình đó là một cái phòng tập gym, nhưng mà hiện tại thì gia đình đang tận dụng bằng khu vực này để làm phòng ngủ các bạn nhé. Thì phòng này có diện tích là 13,4 m², chúng ta cũng có cửa sổ mở ra phía sau ở đây. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến không gian ở dưới này, đó chính là không gian bếp của gia đình. Bếp này thì được thiết kế khá là rộng rãi, mọi người quan sát thấy đây, chúng ta sẽ có khu vực tủ bếp ở đây này. Đó, một cái bàn đảo ở đây. Khu vực này là khu vực đặt bàn ăn, Phía đây là có một cửa hai cánh để chúng ta mở ra phía không gian ngoài này. Đó, cái lối tiếp cận khi mà chúng ta, chị đi chợ về chị đi vào lối nào và đi vào đây, không gian bếp nấu ở đây. Cửa ở đây rất là thông thoáng này. Ăn cơm chúng ta mở cửa ra này, view nhìn ra ngoài sân trước. Chúng ta sẽ xem qua một chút về không gian tủ bếp nhé các bạn nhé. Đó. Tủ bếp thì đây là vị trí tủ lạnh này. Tủ bếp có thiết kế nội thất rất là đẹp các bạn nhé. Đây, chúng tôi đã thiết kế gia đình với đúng quy trình như là tiêu chuẩn của tủ bếp. Đó là ta sẽ khu vực tủ lạnh này, vực set up đồ nấu nướng này, chúng ta có bồn rửa này, đó, và khu vực set up đồ để chuẩn bị nấu này. Sau đó chúng ta sẽ đến không gian bếp nấu, và chúng ta sẽ quay vào đây sắp xếp đồ ở bàn đảo này và sau đó sẽ chuyển bàn đảo ra khu vực bàn ăn. Đó là cái quy trình tiêu chuẩn để thiết kế tủ bếp mọi người nhé. Trần của phòng bếp mọi người quan sát cũng được thiết kế tương tự như là trần của phòng khách. Rồi. Tiếp theo thì ở khu vực này chúng ta sẽ có một khu vực vệ sinh chung của ngôi nhà. Thì đây chúng ta tận dụng cái vị trí góc chết này, chúng ta có một cái vị trí máy giặt này. Đó. Đây là phòng vệ sinh. Đó. Và dưới này là phòng tắm các bạn nhé. Vệ sinh và phòng tắm được tách riêng ra. Đó. Vệ sinh thì nhỏ hơn phòng tắm, các bạn thấy đây. Phòng tắm thì cũng mở thêm vị trí cửa sổ ở đây. Đó. Vách tắm ở vị trí này. Đấy, khu vực vệ sinh chung của ngôi nhà. Vâng, mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ từ không gian phòng thờ rẽ phải. Tiếp theo từ đây chúng ta rẽ trái, đầu tiên sẽ là một cái phòng ngủ master các bạn nhé. Phòng ngủ này có diện tích đó là 15 m² các bạn nhé. Đó, thì đây không gian giường ngủ ở đây chúng ta có hai cái cửa sổ hai bên. Bên này là thiết kế tủ quần áo, rồi thì bàn ghế làm việc ở vị trí này các bạn nhé, bàn phấn. Đó. Tủ cũng được thiết kế, các bạn quan sát một chút. Tủ tôi thiết kế gia đình cũng rất là đẹp, mọi người quan sát đây. Trần thì thiết kế tương tự các phòng ngủ khác, còn vị trí này chúng ta sẽ có khu vực vệ sinh khép kín. Vệ sinh này cũng có vách tắm các thứ đầy đủ các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái không gian phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà. Đó. Đây cũng là một phòng ngủ master tiếp theo các bạn nhé. Đấy. Phòng ngủ này có diện tích đó là 16 m². Cũng có view khá là đẹp, cũng nhìn ra phía trước nhà, các bạn quan sát thấy đây có cửa sổ nhìn ra phía trước nhà này. Giường ngủ ở đây và khu vực vệ sinh chúng ta có khu vực vệ sinh ở đây nhé. Đây, khu vực vệ sinh khép kín cũng thiết kế tương tự như cái khu vực vệ sinh ở bên kia. Còn phía ngoài này, cuối nhà này chúng ta đi xuống đây có một cửa mở quay hai cánh, chúng ta sẽ di chuyển ra sảnh phụ các bạn nhé. Mà khi mà ở view nhìn ra ngoài, các bạn đã quan sát được toàn bộ không gian sảnh phụ rồi. Đây là khu vực sảnh phụ. Vâng, vừa rồi mọi người đã cùng tôi tham quan một cái mẫu nhà vườn mái Nhật với cái công năng sử dụng. Chúng ta sẽ có một phòng khách này, một phòng thờ này, 4 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng ngủ khép kín, một khu vực bếp ăn, một vệ sinh chung. Đấy. Với cái thiết kế theo phong cách hiện đại khá là đẹp, khá là lý tưởng. Hy vọng là qua video này chia sẻ mọi người một cái mẫu nhà mới để tham khảo trong những cái dự định tương lai xây nhà của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video chia sẻ nhà tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.